nghe tin Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng thăm đài tưởng niệm trận chiến Gạc Ma. Theo tin tức, Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận hải chiến giữa các chiến sĩ Hải quân Việt Nam và lực lượng của Trung Quốc tại đảo đá Gạc Ma ở Biển Đông. Trong lúc truyền thông chính thống đăng tin rầm rộ hơn về sự kiện mà trước đây chỉ được nhắc tới nhiều trên mạng xã hội, tôi thấy rất vui vì có một sự thay đổi rất lớn vì từ hồi nào tới giờ. Các quan chức VC chưa bao giờ dám lên tiếng phản đối với giặc tàu Trung Cộng đang xâm lăng đất nước ta như chúng đang chiếm quần đảo Hoàng Sa, đảo Gạc Ma, ải Nam Quan, thác Bản Dốc. 1.000 cây số vuông đường biên giới Việt-Trung. Tuy chính dám lên tiếng về cuộc hải chiến ở Gạc Ma với 64 chiến sĩ của ta hy sinh, song tôi vẫn chưa tin. Chưa tin, vì quá nhục nhã đối với chế độ Việt Cộng. Có đánh đấm gì đâu mà gọi là hải chiến. 64 chiến sĩ của ta đã làm bia mồi cho giặc tàu bắn, phải gọi là thảm sát mới đúng. Mấy chục năm qua rồi, ai cũng biết Lê Đức Anh là tên đã ra lệnh chiến sĩ ta không được nổ súng. Tội ác phản quốc của Lê Đức Anh rành rành như thế mà tôi có thấy gì đâu. Cách đây đã 34 năm chứ đâu phải ít. Lê Đức Anh tuy có chết nhưng cũng chẳng ai dám đá động gì đến tội ác của ông ta. Đã không dám lên tiếng tố cáo tội ác của Lê Đức Anh mà còn cho in sách vòng tròn bất tử để dối gạt toàn dân. Vòng tròn tự tử tuân theo mệnh lệnh mù quáng của Lê Đức Anh chứ bất tử cái gì. 64 chiến sĩ ta bị giặc thảm sát chứ đâu có anh hùng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Đâu phải Lê Đức Anh chết rồi thì im lặng, phải tố cáo tội ác của nó chứ. Chắc chế độ ta rất sợ hãi bốn tốt 16 chữ vàng. Nó như vòng kim cô kẹp vào đầu của con khỉ Tề Thiên, trong suốt mấy chục năm qua nó chỉ dám nói nước lạ. Tàu lạ, dân xuống đường biểu tình chống giặc tàu xâm lăng thì nó cho công an đàn áp thô bạo để bảo vệ cho giặc tàu. Một chế độ phản quốc như thế, sớm muộn cũng bị dân làm sụp đổ thôi. Làm sao tôi tin được cái ông Thủ tướng Phạm Minh Chính rất kém hiểu biết thiếu kiến thức này. Ông ta sang tham dự hội nghị COP26 tại thành phố Glasgow, Scotland. Phạm Minh Chính đã có một buổi gặp gỡ một số người Việt Nam tại Anh và Ái Nhĩ Lan. Tại buổi gặp gỡ này, Phạm Minh Chính đã có đề cập về nhân quyền nguyên văn như sau. Sẵn sàng đối thoại với bất cứ người nào trên thế giới về vấn đề này, bởi với Việt Nam, nhân quyền lớn nhất của chúng ta là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Khi khó khăn, chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhân quyền lớn nhất là chúng ta ổn định chính trị. Để bảo vệ nhân quyền thì phải có pháp quyền. Và chúng ta đang nỗ lực xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nếu nói về ổn định chính trị, Việt Nam ta chưa từng có ổn định chính trị. Khi các ông cầm quyền vì các ông thường ra đã bị tấn công bởi thế lực thù địch và hiện tại các ông đang bắt giam hàng trăm, hàng ngàn thế lực thù địch đấy. Còn ông muốn có một nhà nước pháp quyền. Mong ông đấu tranh dẹp bỏ điều 4 hiếp pháp đi ông. Tôi xin nhấn mạnh điều 4 đó là điều hiếp pháp. Nó hãm hiếp luật pháp trắng trợn. Nó chẳng phải là luật pháp. Nền tảng của luật pháp là công bằng. Điều 4 đó, nó vi phạm nền tảng công bằng. Chẳng lẽ chỉ mỗi Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền lãnh đạo? Tại sao các ông được quyền thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Còn các đảng phái khác muốn thành lập như Đảng Việt Tân, Đảng Thăng Tiến thì các ông bắt bớ, bỏ tù, trù dập. Điều 4 của các ông nó thô bỉ, nó bất công, giống như con kẹt đấy, nó kẹt chết tất cả mọi đảng phái khác. Luật pháp mọi dợ, man dợ như thế. Thì chừng nào mới có nhà nước pháp quyền, thưa ông Phạm Minh Chính? Mong ông đừng bao giờ mơ mộng viễn vong sẽ có ổn định chính trị, sẽ có nhà nước pháp quyền. Nhìn rộng tầm mắt đến các quốc gia tự do, dân chủ, văn minh kìa. Họ có sinh hoạt chính trị đa đảng phái, nên họ không có vụ bất ổn chính trị và họ là nhà nước pháp quyền đấy. Tôi thách thức ông mở một hội trường ở hải ngoại đi để tranh luận về nhân quyền. Ông dám làm thử một lần đi cho tôi tin. Còn nếu sợ quá thì ông có thể mời những tù nhân quê mùa như chị Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, anh Trịnh Bá Phương, anh Trịnh Bá Tư hay bất cứ những người phạm tội điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ.
Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, Điều 109 lật đổ chính quyền nhân dân, ông có dám không? Chế độ Việt Cộng của các anh đã bị thế giới tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng vì các anh đã bắt giam những tù nhân này. Tôi thách anh đối thoại với một trong những tù nhân này đấy. Ông có dám không? Trở lại câu định nghĩa của ông, nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc. Khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau. Câu nói này của ông nó đang tát vào mặt ông đấy, vì ông đã lòi đuôi của ông là một người thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Không có trình độ tối thiểu của một con người. Ông coi 100 triệu dân của ông như những con gia súc nuôi ở trong nhà à? Chỉ cần ăn no, mặc ấm là đủ à? Nhà tôi cũng có nuôi một con chó. Một con mèo cũng được ăn no mặc ấm, thưa ông. Ông cần xin lỗi 100 triệu dân Việt đó, thưa ông. Ông nên tìm hiểu về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền con người trước khi muốn đối thoại nha ông. Đơn giản, đối với tôi, nhân quyền là quyền tự do ngôn luận. Là quyền tôi được chửi thẳng vào mặt những thằng cầm quyền ngu dốt thiếu kiến thức như ông mà tôi không bị bắt vì ông là người của công chúng, ông phải chịu trách nhiệm những lời nói của ông. Tôi đã tìm lại những tờ báo cũ như vào ngày 14 tháng 3 năm 2013. Trên trang báo nội bộ của khoa Trung tâm Nghiên cứu Đặc khu Kinh tế Trung Quốc CCSIZA China Center for Special Economic Zone Research thuộc trường Đại học Thẩm quyến Shenzhen University đăng tải một bài báo bằng Anh ngữ với tiêu đề Việt Nam học hỏi về đặc khu kinh tế của người Trung Quốc, Việt Nam Study Chinese Special Economic Zone. Trong đó có những bài báo được dịch ra bằng tiếng Việt. Đại khái nói về câu nói rất nổi tiếng của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, lúc đó chỉ là nhà ngoại giao đi thăm Trung Cộng đã nói. Trở lại Đại học Thâm Quyến lần này cho tôi cảm giác ấm áp như trở về nhà, được gặp lại những anh chị em trong gia đình. Câu nói này của ông làm tôi cảm tưởng như một thằng phản quốc. May là lúc đó ông chưa làm thủ tướng. Bởi vậy, tôi không lấy làm lạ khi có sự thân mật giữa bà Đào Nhất Đào và ông Hoàng Minh Chính. Bà Đào Nhất Đào được xem như trưởng phái đoàn và 4 nhân viên của CCSIZA đi thăm tỉnh Quảng Ninh để thực hiện đặc khu Vân Đồn cũng như muốn gặp lại người bạn cũ Phạm Minh Chính. Sự quá sức thân mật giữa ông và bà Đào Nhất Đào đã làm tôi lo lắng rằng một ngày nào đó đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc lọt vào tay giặc Tàu. Nằm trong tiến trình thâu tóm Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng.